Tổng quan thị trường sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, thị trường đỏ lửa đón chờ ngày công bố CPI và FOMC. Bồ Đào Nha, thiên đường Bitcoin sắp thu thuế crypto. Dogos đã chuyển sang mô hình 0% bản quyền. Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ dự luật các thị trường trong ngành tài sản tiền mã hóa MICA. Xin kính chào quý vị. Trước thời điểm Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 9, thị trường crypto lại ngập sâu trong sắc đỏ. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới Bitcoin BTC một lần nữa giảm xuống thấp hơn ngưỡng 19.000 đô la Mỹ. Giá BTC hôm nay giảm xuống mức 19.181 đô la Mỹ, giảm 1,05%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 965 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,7%. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua ở mức 32 tỷ đô la Mỹ. Top các đồng coin tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua theo Binance, MDX tăng 32,2%, AST tăng 9%, ZST tăng 6,4%, MKR tăng 5,3%, BNT tăng 4,6%. Top tìm kiếm thịnh hành trên CoinGecko: Sushi, Polygon, Terra Luna Classic, Terra Classic USD, Magic, Amos. Chỉ số tham lam sợ hãi tăng lên mức 24 Extreme Fear. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá Bitcoin BTC giảm 1,05% về mức 19.181 đô la Mỹ với khối lượng giao dịch duy trì ở dưới đường trung bình động 20 phiên. Khối lượng giao dịch BTC đã thấp hơn mức trung bình trong ngày thứ 10 liên tiếp kể từ đầu tháng và điều này cho thấy sự thiếu chắc chắn của nhà đầu tư đối với xu hướng giá trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá Ethereum ETH cũng giảm 2,5% về mức 1.290 đô la Mỹ với khối lượng giao dịch chỉ ở mức thấp. Khối lượng giao dịch của đồng tiền mã hóa đứng thứ hai thị trường về vốn hóa đã ở dưới đường trung bình động 20 ngày trong 12 phiên giao dịch liên tiếp và đã giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp thông tin cộng đồng hỗ trợ kêu gọi Coinbase cho phép niêm yết tại Luna Classic, đồng tiền có nhiều sự kiện này cũng đã giảm gần 6% trong phiên đầu tuần. Điều này cho thấy thông tin này là chưa đủ mạnh để giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư, cũng như không thể giúp đảo chiều sức ép từ đà giảm chung của toàn thị trường. Trong bối cảnh đồng bạc xanh giữ vững đà tăng, lực bán cũng đã chiếm ưu thế trên bảng giá các chỉ số tài chính truyền thống. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số Nasdaq Composite rớt 1,04% xuống 10.542,1 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm nhẹ 0,75%, còn 3.612,39 điểm. Dow Jones lùi 93,91 điểm, tương đương 0,32%, xuống 29.202,88 điểm. Vào phiên hôm qua, Nasdaq Composite và S&P 500 đã lần lượt giảm tới 32% và 24% kể từ đầu năm. Trong khi thị trường trái phiếu đóng cửa, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên đầu tuần là dấu hiệu cho thấy lợi suất sẽ tiếp tục. Thông thường lợi suất sẽ di chuyển ngược chiều với giá. Khối lượng giao dịch cũng thấp hơn bình thường vì thứ hai trùng với kỳ nghỉ lễ Columbus. Không chỉ nổi tiếng về môn thể thao vua, Bồ Đào Nha còn được xem như là thiên đường Bitcoin, là điểm đến thân thiện cho tiền mã hóa của cả khu vực châu Âu khi dường như không chịu bất kỳ quy định thuế nào từ năm 2018. Tuy nhiên, chính phủ Bồ Đào Nha mới đây đã đề xuất mức thuế thu nhập 28% đối với tiền mã hóa được nắm giữ dưới một năm trong dự thảo ngân sách 2023, vừa được công bố vào ngày 10 tháng 10. Theo đó, thuế sẽ chỉ sờ gáy các loại tiền mã hóa được sở hữu trong vòng chưa đầy một năm. Lợi nhuận crypto từ lâu hơn khoảng thời gian này sẽ được miễn trừ. Các giao dịch miễn phí cũng sẽ bị đánh thuế và tỷ lệ 4% sẽ áp dụng cho hoa hồng được tính bởi các bên trung gian. Chính phủ nói rằng các biện pháp thuế mạnh tay sẽ mang lại cảm giác an toàn và chắc chắn về mặt pháp lý, tạo ra khuôn khổ thúc đẩy kinh tế tiền mã hóa. Hiện tại, Bồ Đào Nha không liệt tiền mã hóa vào danh mục tài sản mà xem chúng như một loại tiền tệ, tức nghĩa là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ crypto vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế, tuy nhiên các cá nhân đầu tư thì không. Chuỗi ngày dễ thở trên của Bồ Đào Nha sắp sửa bị chấm dứt. Lật lại lịch sử, Bồ Đào Nha đã từng ngập ngừng và đổi ý vào phút chót về việc có đánh thuế crypto hay không. Vào ngày 13 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bồ Đào Nha Fernando Medina đã tuyên bố xem xét ban bố khung thuế áp đặt lên các loại tài sản tiền mã hóa trong nước. Sau đó một tuần, Quốc hội lại đề xuất bác bỏ, tiếp tục đưa crypto vào vùng xám. Song cần đợi thêm vài tuần nữa mới có đáp án chính xác cho đề xuất hôm nay.
MICA, một dự luật giúp định hình lại việc áp dụng tiền mã hóa trên toàn bộ châu Âu, đã được khởi xướng từ tháng 9 năm 2020. Dự luật yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thiết lập các quy tắc thống nhất dành cho các nhà cung cấp và tổ chức phát hành tài sản tiền mã hóa ở khu vực EU. Vào ngày 10 tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật các thị trường trong ngành tài sản tiền mã hóa MICA, khuôn khổ quy định với hy vọng sẽ điều chỉnh lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trên toàn khối sau một quá trình tranh luận và soạn thảo kéo dài 2 năm. Các nhà lập pháp của Nghị viện châu Âu EU đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo dự luật crypto mang tính bước ngoặt đối với toàn khối MICA. Các quan chức đã bỏ phiếu 28-1 ủng hộ dự luật. Nếu tiếp tục nhận được sự nhất trí cao ở lần bỏ phiếu tiếp theo vào cuối tháng này, MICA sẽ chính thức thành luật. Việc triển khai bộ luật này trên các cơ quan quản lý được cho rằng sẽ mất nhiều năm. Hiểu nôm na, MICA cấp phép hoạt động cho các nhà cung cấp ví và dịch vụ tiền mã hóa trên toàn khối, nếu họ đăng ký đầy đủ với chính quyền quốc gia và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì sự ổn định trên nền tảng. Cùng với MICA, các thành viên của Nghị viện châu Âu cũng đang thảo luận về dự luật chống rửa tiền, yêu cầu các công ty crypto báo cáo thông tin giao dịch bất kể giá trị, song loại trừ các ví crypto lưu ký. Dự luật đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng tiền mã hóa. Nhiều người mỉa mai rằng luật ngân hàng cho phép không báo cáo các giao dịch có giá trị từ 1.000 euro trở xuống, trong khi crypto thì phải tường thuật tất cả. Những năm trước, lục địa già thường có bước tiến pháp lý crypto chậm hơn Mỹ. Năm nay, tình hình đã cải thiện rõ rệt khi EU quan tâm hơn đến tiền mã hóa. Bộ khung pháp lý MICA và quy định chống rửa tiền là khung sườn giúp các quốc gia trong khối EU có thể đưa ra nhiều điều luật liên quan đến tiền mã hóa. MICA sẽ có hiệu lực trong vòng 12-18 tháng sau khi được công bố chính thức trên toàn khối Liên minh châu Âu. Song cả hai văn bản dự kiến sẽ được toàn bộ Nghị viện châu Âu thông qua và trở thành luật vào cuối tháng này. Dự án Solana NFT nổi tiếng The Ghost đã chuyển sang mô hình 0% bản quyền, tức là sẽ miễn trừ khoản phí bản quyền trên mỗi giao dịch NFT của người dùng. Khoản thu trực tiếp đè nặng lên phí giao dịch đang gây nhiều tranh cãi. Nhà sáng lập The Ghost tin rằng tất cả các thị trường NFT sẽ chuyển sang mô hình 0% phí bản quyền để duy trì tính cạnh tranh. Mặc dù vẫn khẳng định phí bản quyền là một trường hợp sử dụng đặc biệt của NFT và là nguồn hỗ trợ lớn cho tác giả, nhưng trên đây là quyết định tốt nhất cho hoạt động kinh doanh The Ghost tại thời điểm này. T00BS và Y00TS cũng sẽ được áp dụng tương tự. Trên thực tế, tiền bản quyền NFT đã gây ra không ít cuộc tranh luận trong thời gian qua. Những người ủng hộ cho rằng đây là một nguồn thu cần thiết cho tác giả NFT, đặc biệt là các bộ sưu tập nhỏ lẻ. Số khác lại phản đối vì tiền bản quyền làm suy yếu quyền sở hữu NFT thực sự và chủ sở hữu không nên trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Trong khi những ông lớn như OpenSea và Magic Eden vẫn kiên định kiểm soát tiền bản quyền NFT, các đối thủ mới lại có hướng tiếp cận mang tính ứng biến hơn. SudoSwap hay IAWWW đã quyết định không áp dụng mô hình phí bản quyền để trở nên thân thiện hơn với người dùng. Một sàn giao dịch NFT khác trên Ethereum là X2E2 lại chọn triển khai linh hoạt, cho phép người mua toàn quyền quyết định có trả phí bản quyền tác giả hay không. Tức là người mua có thể lựa chọn không trả thêm bất kỳ loại phí nào cho đội ngũ hoặc cá nhân tạo nên NFT. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất về thị trường blockchain, quý vị hãy theo dõi nền tảng freetoday.com. Xin chào và hẹn gặp lại!